Thì ba em, ba hay ghẹo em là giống như là thấy ba chồng nấu ăn giỏi như vậy, đảm đang như vậy thì mới chịu lấy chồng em. Ủa vậy gia chồng gì nấu nấu cơm cho con dâu ăn không hả? Dạ. Thôi đó coi. Dạ, dạ sáng ba chuẩn bị cơm cho con mang đi làm. Thôi. Sáng ba đi chợ, xong về nấu cơm đưa con dâu. Mang đi ăn trưa. Hay vậy ta. Thậm chí sáng tôi đi mua đồ ăn sáng cho nó, người ta hàng xóm người ta gì người ta bảo sao ông kỳ vậy, bảo thì con dâu tôi chứ đâu phải con dâu mấy người đâu, sao mấy người cứ phải nắm chuyện. Quan niệm của tôi là con dâu tức là nó đã bỏ bố mẹ nó để về với con mình thì cái đó là mình phải mừng, chứ mình đừng có nghĩ là cái kiểu như mình đừng có nghĩ là phải về nó phục vụ mình, cái đó không không tốt. Tại vì mình đừng có quan niệm nó là nó đã bỏ bố mẹ nó rồi về ở với con mình, cái đó là mừng rồi. Chứ mình đừng có quan niệm là mày phải về, mày phải làm dâu rồi mày thế này thế kia thì cái đó không lên. Chưa bao giờ mà chú thấy xúc động bởi một cái tình cảm mà người cha chồng đã rơi nước mắt vì thương con dâu như vậy. Đây là một trong những tình cảm mà mình nghĩ rằng cần phát huy và nó mang cái giá trị thiêng liêng rất là cao ha. Chú thương con dâu còn hơn con ruột luôn, thấy chưa? Khi nói đến vấn đề con dâu thì chú cũng đã rơi nước mắt rồi. Có bao giờ con thấy ba chồng con khóc thế này chưa? Dạ có. Có luôn á hả? Ví dụ như mà có lần ấy vợ chồng cãi nhau thấy ba ngồi khóc, giống như là nói là cưới chưa bao lâu mà chúng nó đã cãi nhau như vậy thì sợ là con không hạnh phúc á. Nhưng mà không sao hết, ba nhiều khi cũng ba cũng lo quá. Bây giờ mình có thể giới thiệu về mình cho khán giả được biết ạ. Cho phép tôi gửi lời chào đến MC anh Quỳnh Linh và MC cháu Lê Lộc cùng toàn thể quý vị khán giả đang coi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Tôi tên Nguyễn Văn Hùng, năm nay tôi 50 tuổi và đây là con dâu của tôi. Xin chào chú Quỳnh Linh và Lê Lộc và tất cả các quý vị đang xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Em tên là Phương Thúy, năm nay em 24 tuổi và đã làm dâu của ba được 2 năm rồi. Mình có em bé chưa chị hả? Dạ chưa chị. Cái ngày đầu tiên mà mình thấy con dâu tương lai ra mắt á, thì mình cảm nhận như thế nào? Hôm đó là mùng 2 Tết, gia đình tôi cũng có tổ chức bữa cơm. Thì con trai tôi nó có dắt bạn gái nó về, tức là con dâu của tôi bây giờ đó, thì cũng giới thiệu đây là bạn gái của con. Thì tôi thấy nó chào là dạ con chào bác. Thì cái ấn tượng thứ nhất là tôi thấy là cháu nói tiếng Nam, tôi rất thích nghe giọng tiếng người Nam. Thì cái đó là cái ấn tượng đầu tiên. Dạ. Rồi không biết là chị có nhớ cái ấn tượng khi gặp ba chồng của chị không? Dạ, lần đầu gặp á thì là mùng 2 Tết mà nhà ngoại thì rất là đông á. Mà gặp ba thì mặt ba nghiêm đó, em sợ lắm. Dạ hả? Dạ. Nhưng mà ba có khó không chị? Dạ không, sau này về sống chung thì mới thấy ba rất là tình cảm, rất là vui. Ngày đầu làm dâu á thì con dâu nó là làm tốt nhiệm vụ nó không? Cháu nó về nhà tôi thì tôi cũng hướng dẫn, thì cháu nó cũng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu. Với hơn nữa là tôi không có đồng quan điểm với các cụ hồi xưa là phải đi làm dâu, mà mình coi nó giống như là con gái thì nó hay hơn là mình đừng có quan niệm là về phải làm dâu rồi thế này thế kia, mình đừng có gây khó khăn cho nó. Ủa nhưng mà thường chuyện mà bếp núc thì mẹ chồng hướng dẫn con dâu này kia, sao cha chồng hướng dẫn được? Tôi là về nấu ăn thì nói chung là tôi rất là giỏi. Thậm chí là tôi đi chợ. Đi chợ luôn? Đi chợ rồi nấu ăn hàng ngày. Cho nên là con dâu về là tôi cũng hướng dẫn những công việc gia đình làm như này làm kia thì nó cũng hiểu. Ba em rất là khó ăn á, nên là người khác nấu thường là ba không ăn được. Đúng rồi, tại vì cái người đàn ông mà đi chợ nấu ăn này kia là phải là ăn đúng như họ thì mới được. Chị có ba em hay ghẹo em là giống như là thấy ba chồng nấu ăn giỏi như vậy, đảm đang như vậy thì mới chịu lấy chồng em. Ủa gì gia chồng gì? Nấu cơm cho con dâu ăn không hả? Dạ. Thôi đó coi. Dạ sáng ba còn chuẩn bị cơm cho con mang đi làm. Thôi. Sáng ba đi chợ, xong về nấu cơm, đưa con dâu mang đi ăn trưa. Hay vậy ta. Thậm chí sáng tôi đi mua đồ ăn sáng cho nó, người ta hàng xóm người ta gì người ta bảo sao ông kỳ vậy, bảo thì con dâu tôi chứ đâu phải con dâu mấy người đâu, sao mấy người cứ phải nắm chuyện vậy.
Nhà chú còn con trai không? Nhà chú thì có hai thằng, thì hai chồng đó là lớn, còn thằng thứ hai nữa. Nhiêu tuổi rồi chú? Cũng sắp lập gia đình này. Sắp lập gia đình mất lượt luôn. Thất vọng rồi. Không tới lượt con đâu. Cho con hỏi xíu là hai cha con mình có hay có mâu thuẫn gì với nhau không chú? Không. Về mâu thuẫn thì chú nghĩ là không có một cái gì. Từ hồi nó về làm dâu là nó không có một cái lỗi gì hết. Nhưng có khi nào mà mẹ chồng nó la xong rồi chú... Không, không. Nói chung là mẹ chồng cũng thương con dâu mà bố chồng cũng thương con dâu, chứ không có... Không có đâu, không có dị nghị là phải là... Nhưng mà thế nào cũng có một vài lời mẹ chồng nó nói trời con không nấu cơm đi không. Sao để cho ba con nấu này kia. Tại vì là tôi... Quan niệm của tôi là con dâu, tức là nó đã bỏ bố mẹ nó để về với con mình, thì cái đó là mình phải mừng. Chứ mình đừng có nghĩ là cái kiểu như mình đừng có nghĩ là phải về nó phục vụ mình, cái đó không tốt. Tại vì mình đừng có quan niệm nó là nó đã bỏ bố mẹ đó rồi về ở với con mình, cái đó là mừng rồi. Chứ mình đừng có quan niệm là mày phải về, mày phải làm dâu rồi mày thế này thế kia, thì cái đó không lên. Chưa bao giờ mà chú thấy xúc động bởi một cái tình cảm mà người cha chồng đã rơi nước mắt vì thương con dâu như vậy. Đây là một trong những tình cảm mà mình nghĩ rằng cần phát huy và nó mang cái giá trị thiêng liêng rất là cao ha. Chú thương con dâu còn hơn con ruột luôn, thấy chưa? Khi nói đến vấn đề con dâu thì chú cũng đã rơi nước mắt rồi. Có bao giờ con thấy ba chồng con khóc thế này chưa? Dạ có. Có luôn á hả? Ví dụ như mà có lần ấy, vợ chồng cãi nhau thấy ba ngồi khóc. Giống như là nói là cưới chưa bao lâu mà chúng nó đã cãi nhau như vậy thì sợ con không hạnh phúc á. Nhưng mà không sao hết, ba nhiều khi cũng ba cũng lo quá. Nhưng mà chị cảm nhận như thế nào về người cha chồng dành tình cảm đặc biệt cho chị như vậy? Dạ, thấy rất là may mắn luôn. Từ khi về sống chung á thì cảm giác giống như mình là đứa con gái bé nhỏ vậy á. Nhưng em có đi học may buổi tối là ba chở em đi, ngồi sau xe ba. À, con uống trà sữa này không, rồi quán này ngon không, con ăn cá viên chiên kia không, cứ đi đến từng khúc đường á thì ba lại hỏi như vậy, em thấy hạnh phúc lắm. Mình cưới nhau được bao lâu rồi em? Dạ 2 năm rồi. 2 năm rồi. Có cháu chưa? Không biết là chú có đang mong cháu không ạ? Cái đó thì chú rất là mong. Dạ. Nhưng mà cái đó là mình phải tin là trời cho thì được thôi, chứ giờ mình có muốn chưa được. Thì chừng nào có thì mừng vậy thôi. Ba em treo đầy hình con nít trong phòng em. Trời ơi vậy hả? Nhưng mà là do hiện tại là mình vì công việc quá nhiều hay là... Dạ em vẫn, vợ chồng em vẫn còn đang nhiều kế hoạch lắm chị. Dạ. Chưa thực hiện, gian dở. Chú ơi, cho con hỏi chút xíu nha. Chị có hay làm cho chú những cái bất ngờ gì mà làm chú nhớ, chú ấn tượng không? Tháng 2 năm vừa rồi, mới được có mấy tháng á, thì hôm đó là sinh nhật của chú, thì hai vợ chồng nó cũng tạo bất ngờ, tức là chú vô phòng chú nằm nghỉ thì nó gọi ba ra con hỏi này, thì nó có mua một cái bánh sinh nhật rồi mua cho tôi 2 cái áo, thì cái đó là một cái ấn tượng mà gọi là bất ngờ hai vợ chồng nó dành cho tôi, thì cái đó là ba cũng cảm ơn hai con. Đó giờ là chưa có ai làm sinh nhật cho tôi hết. Chưa có làm luôn. Đúng rồi. Lần đầu tiên là con dâu nó tổ chức đó hả? Đúng rồi. Tổ chức được mới lần đó thôi hả? Thì nó mới về làm dâu đó rồi nó mới tổ chức, chứ còn trước thì nó có phải con dâu rồi mà nó tổ chức. Bình rất là thương con dâu. Ý là chú hỏi là 2 năm thì phải là 2 cái sinh nhật. Đúng rồi. Chắc có lẽ là chưa tới sinh nhật, gần tới rồi đó. Đúng không? Thôi. Em cũng không nhớ sinh nhật ba. Trước cái khúc mà ba kể đó là hôm đó đi về thấy ba uống lon bia mà có một mình thôi, thì cũng đâu biết sinh nhật đâu, nhớ sinh nhật ba đâu. Thế là ba cho xem chứng minh nhân dân, kiểu như là nhắc khéo hay sao em cũng không biết nữa. Cái vô tình mình thấy, cái rồi ba đi ngủ cũng thấy là sao trời, tội nghiệp ba quá, không ai làm gì cho ba, không ai nhớ hết. Thế là bác chồng phải chở đi mua bánh sinh nhật với quà cho ba. Nhưng ba chăm sóc con nhiều như vậy, có bao giờ con chăm sóc ba lại không? Có chứ. Năm ngoái tôi bị té xe gãy chân, thì tôi nằm bệnh viện, thì cháu nó cũng lên chăm sóc. Nhưng mà mình thì mình cảm thấy là mình ngại, tại vì nó là
nó là con gái, là con dâu mà nó chăm sóc mình thì mình cảm thấy mình ngại mà thôi con đi về, nhưng mà nó không chịu. Rồi nó cũng lấy khăn rồi lau mặt rồi lau lưng rồi nó hỏi ba có ngứa lưng con gái cơ. Tức là nó coi mình giống như là bố đẻ nó chứ nó không có dị nghị, thì cái đó là một cái mừng. Có những cái chuyện gì mà con chưa hợp với ba không? Không, nhưng mà có, tại vì ba có hút thuốc nhiều á. Bác sĩ nhớ có một lần bác sĩ hỏi ba là có hút thuốc hay không, ba bảo không, tôi chỉ hút thuốc lào thôi. Bác sĩ bó tay. Thì con dâu nó cũng khuyên, nó nói ba bớt lại đi, thì mình cũng cố gắng, nhưng mà cái đó là cái thói quen, cái nghiền nên ra là nó cũng thông cảm. Nói chung là hai cha con này hình như không có một cái gì gọi là mâu thuẫn với nhau, bởi vì quá hợp với nhau. Cha đã nhường con rất là nhiều, thậm chí yêu thương con còn hơn con ruột luôn nữa. Nhưng mà hôm nay là chị là người đăng ký cái này cho hai cha con tham gia đúng không? Dạ không, chồng em đăng ký. Chồng em thích cho ba em với em lên chương trình để chia sẻ những cái chuyện kỷ niệm. Dễ thương quá nha. Thôi chồng anh đăng ký thì coi chồng em nói gì với hai cha con nha. Lúc mà mới về nhà chồng thì cũng thích thể hiện lắm. Hỏi ba là thích ăn gì thì con nấu. Ba cũng suy nghĩ rồi kêu là thôi thì nấu món cá chiên tương. Mặc dù không biết đâu nhưng mà lỡ nói rồi thì phải nhận. Sau đó gọi về cho mẹ để mẹ chỉ, còn trên này thì nấu. Kể từ cái ngày định mệnh đó thì đến nay đã hơn 2 năm gia đình chưa xuất hiện lại món cá chiên tương. Còn ba con thì là người miền Bắc mà cho nên là rất thích ăn thịt chó. Còn Thúy thì là người Việt Nam nuôi chó và rất là thương, cho nên là nhìn thấy thịt chó là sợ rồi. Ba thì cũng thương con rồi cũng ngại cho nên là rất là thèm, nhưng mà cũng phải đợi khi con tăng ca hay đi về ngoại thì mới dám ăn. Và sắp tới thì hai vợ chồng cũng có được cho riêng mình một cái tổ ấm. Tụi con rất là cảm ơn ba má đã luôn yêu thương, lo lắng và chăm sóc. Nợ mẹ một nàng dâu thì đã trẻ, giờ còn nợ ba má một đứa cháu nội, thì vợ chồng con hứa là sẽ cố gắng để gia đình chúng ta có thêm những tiếng cười và những niềm vui mới. Anh có nhắc đến món cá chiên tương, đó là món đầu tiên mà em làm ra mắt ba má chồng, nhưng mà không thành công. Cái hồi mới về thì tôi cũng bảo là ba thì ba khoái người Nam nấu cái món cá lóc chiên tương hoặc là cá lóc hấp. Thế nó bảo thôi để mai con đi chợ con nấu cho. Thế là cá lóc nó không mua, nó mua cá diêu hồng. Thế về nó làm chiên tương, lúc mà mang lên nhìn không mà sợ rồi nào ăn được nữa. Thế là cứ ấn tượng mãi cái bữa đó, mà bữa nay chồng nó kể lại chứ tôi không muốn kể. Nhưng mà anh có dạy cho nó mà làm món gì không? Có chứ. Thì dạy món gì? Thì có nhiều món, chẳng hạn như là đơn giản thôi thì dạy nó bảo ba nấu ăn ngon, tức là mình nấu cái gì nó ăn nó khen ngon hết. Ngon thiệt không, là không dám chê. Ví dụ như món mà chồng em mới vừa nói đó. Món đó là nó kỵ. Dạ sợ lắm, nhưng mà ba cứ len lén, con dâu không có nhà thì ba mới dám ăn. Hồi xưa thì mình ăn nó thoải mái, nhưng mà mình biết là con dâu nó sợ, đâm ra là mình không muốn sợ cho nó có cảm giác là sợ, đâm ra mình tránh đi thôi chứ không phải mình sợ đó. Tức là thí dụ căn hôm nào mà nó bảo ba cho con xin phép con về nhà ba mẹ con ăn cơm thì hôm đó mình mua mình ăn. Hôm nay thì cảm ơn cha chồng nàng dâu đến đây tham gia chương trình, và hy vọng rằng có nhiều cái người cha chồng dễ thương như thế này nữa, thậm chí mẹ chồng giống cha chồng cũng được ha, cũng yêu thương con mình như con ruột như vậy. Rồi, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay thì con có muốn nói gì với cha con không? Dạ, con muốn thông qua chương trình này nói một điều mà mình luôn nghĩ nhưng lại không dám nói. Đó là con rất là thương ba. Thương ba như là ba ruột mày. Rồi, ba cảm ơn con. Ba cũng muốn nói gì với con dâu không? Thì chỉ mong là vợ chồng con sống hạnh phúc vậy thôi. Rồi cố gắng sanh cho ba đứa cháu nội để ba bận. Đó. Hy vọng rằng gia đình chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc mãi mãi luôn ha, như thế này. Và một lần nữa thì cảm ơn người đàn ông rất là tuyệt vời. Xin gửi gia đình một cái kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.